Thân ái kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Chúng tôi là Võ Hải Hành. Đây là phóng sự cộng đồng đặc biệt về buổi thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hòa từ Canada sang thứ sáu vừa qua tại hội trường Villaggio. Kính thưa quý vị, thế giới chúng ta càng ngày càng rơi vào những tình trạng khủng hoảng môi sinh và vật lý, chiến tranh tai ương, đói nghèo, bệnh dịch, thi nhau khủng bố nhân loại. Số phận con người đang từ từ đi xuống dốc. Chợt xuất hiện những bậc chân tu dốc lòng lo vung bồi phước huệ cho chúng sanh và đôn đốc chúng sanh tu hành chuyển vận mạng về đường tươi sáng hơn. Một trong những ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng lương tâm con người không ngừng nghỉ tại Bắc Mỹ là Thầy Thích Pháp Hòa, một giảng sư chỉ vừa dưới 40 tuổi mà sự nghiệp đã lẫy lừng năm châu. Thưa quý vị, chúng sanh đa bệnh, lòng người khó thông phục, vậy mà hàng chục, hàng trăm ngàn người đã vào xem những bài giảng của Thầy trên mạng. Những băng giảng chuyên chở trong xe, vận tải như ngọn triều dân trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và được truyền tay nhau như vật gia bảo. Người người đều lợi lạc, gia đình được chuyển hóa. Ngay cả những cao thủ võ lâm cũng phải buông kiếm để mà lần chuỗi. Chúng tôi có người thân đã chọn quy y với Thầy. Và khi tôi tâm sự với chị, hỏi chị tại sao, thì chị nói là đi chùa đã lâu năm, nghe nhiều Phật Pháp mà vẫn không thâu nhập được. Nhưng sau khi nghe được bài giảng của Thầy trên mạng thì chị đã được khai thị nhờ nơi văn chương rất bình dân và cập nhật trong đời sống của Thầy. Kính thưa đại chúng, có một hôm có một người đến hỏi Đức Thế Tôn. Và khi ông đến gặp thì ông nhập đề liền. Ông nói: Bạch Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Cái câu nói của ông đơn giản vậy, tôi muốn hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn cũng mỉm cười và trả lời rằng cũng được, cũng dễ, tôi chỉ cho ông cách hạnh phúc. Trước hết, ông hãy bỏ cái tôi, vì đó là bản ngã. Kế đến, ông hãy bỏ cái muốn, vì đó là tham. Bây giờ ông thấy không? Chỉ còn là hai chữ hạnh phúc. Từ già tới trẻ, khi tiếp nhận pháp nhụ của Thầy, không cần cùng tôn giáo, đều có thể áp dụng vào đời sống và trở nên tươi mát, phiền não đoàn diệt. Do đó, Thầy được mệnh danh là Michael Jackson, với khả năng trẻ trung hóa Phật Pháp và đánh thức được những tần số tâm linh của quần chúng. Thưa quý vị, tuần vừa qua, Thầy ghé đến Houston, cả ngàn người đã đến dự buổi pháp thoại của Thầy. Chúng tôi đã gặp những cụ già, nước mắt tuôn trào và nói rằng tới giờ phút này mới biết được Phật Pháp. Thầy đã tóm tắt lại những cái điều mà Đức Phật dạy rất là giản dị, tức là làm sao mình bỏ được cái tham sân si và mình luôn luôn làm những cái việc lành mà tránh cái việc dữ. Hôm nay tôi học được bài học của Thầy dạy giữa cái tôi và cái muốn, và chúng tôi đã hiểu rõ cái đó nhờ Thầy khai phá được cái sự hiểu biết của con người. Hồi trước giờ cái màn vô minh của mình không hiểu rõ những cái điều đó, nhưng mà chúng tôi ngày hôm nay đi pháp thoại của Thầy, chúng tôi cảm nhận thấy và hiểu được rõ hơn giữa cái tôi và cái muốn. Chúng tôi sẽ bỏ được chữ tôi, chữ muốn, và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng thật sống là vui vẻ, hạnh phúc và giang hòa với nhau. Đó là lời của Thầy nói, không thù hận, không sân si. Mọi người ra về tràn trề pháp hỷ với niềm vui chân thành. Chúng ta hãy tìm hiểu sự thành đạt của Thầy do đâu mà có.
Thưa quý vị, thầy Pháp Hòa sanh ở Cần Thơ một năm trước khi mất nước, tức năm 1974. Trong một gia đình có hai con trai và thầy là con trưởng. Lúc lên 6, cha của thầy đã đi vượt biên sang Canada và mãi đến năm 12 tuổi, thầy, mẹ và em trai mới được bảo lãnh sang Edmonton, tỉnh bang Alberta, Canada, đoàn tù với cha. Trong lứa tuổi niên thiếu, trong chảo dầu sôi, lửa bỏng của chế độ cộng sản và sự thiếu thốn đến cùng cực, ý chí xuất gia của thầy đã được bộc phát từ năm thầy lên 7 tuổi. Thay vì những đứa bé khác chơi những trò chơi của thế gian, thầy chỉ mê nằng đất sét, chưng nhang đèn, cúng dường cho những hương linh dễ chuột. Điều này làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Khi Lưu Bị dẫn quân đến một làng nọ, bất ngờ gặp một đứa trẻ đang nằng đất sét làm thành trì, bệ lâu làm cờ, lùa dế làm quân sĩ diện trần. Các quân sư của Lưu Bị đã nói đứa bé này thông minh xuất chúng, hoặc phải giết nó đi, hoặc phải thâu dùng nó, vì sau này nó sẽ thống lĩnh thiên hạ. Thưa quý vị, khi lên 7 tuổi thì thầy đã bắt mẹ phải lập bàn thờ Phật và hàng đêm đọc kinh, cúng dường. Và có những mẩu chuyện rất là lý thú là thầy đã theo quý bác hộ niệm và bị công an rượt chạy, cho đến nỗi mà thầy phải phi thân qua cầu khỉ. Và từ đó thì thầy biết được cách đi qua cầu khỉ. Thì thưa quý vị, được tôi luyện trong một môi trường khan hiếm vật chất và điều kiện học vấn, tất cả những kỷ niệm mà thầy chia sẻ từ một cây cà rem mà các bầy trẻ cùng chia với nhau, tới cả giấy mực đi học đều không có. Nhưng nhờ đó thầy đã rèn luyện được cá tính kham nhẫn và trân quý của thường trụ. Thầy đã tâm sự là thầy đã đi tìm những cuốn tập bỏ phí để ghi chép lại kinh sách. Và cuối cùng thì hành nguyện cũng đạt. Năm 15 tuổi, thầy đã xuất gia với Thường tòa Thích Thiện Tâm, hiện là Hòa thượng viện chủ tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên ở Canada. Đến năm 1994, vừa tròn 20 tuổi, thầy được thọ ký tỳ kheo tại làng Mai trong đài giới đàn Hương Tích, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm hòa thượng đầu đàn. Năm 1999, thầy được Thiền sư Nhất Hạnh truyền đăng với bài kệ pháp như sau: Pháp đã trao lòng từ vàng thủa, hòa quang tiếp đồ khắp quần sinh, sen nở rạng ngời trần chẳng nhiễm, đồ hết muôn phương chúng hữu tình. Không lâu sau đó, sự hiện linh của bài pháp chú này đã trỗi lên ngùng ngục. Một giảng sư trẻ tuổi đăng đàn trên thế giới, dù tiếng Việt thầy không thông thạo và phải nhờ vào các bậc tôn trưởng chỉ dạy. Thế nhưng đây là điểm mà chúng ta thấy công phu tu tập trong chỗ phát xuất của chữ nghĩa biện tài vô ngại và đạo lý tuôn trào, cũng như năng lực nhiếp phục được chúng sanh. Không bao lâu sau đó thì thầy đã được tấn phong làm trụ trì của Trúc Lâm Thiền Viện vào năm 2006 và Tây Phương Thiền Viện năm 2007, cũng như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Edmonton Research Institution tại Canada. Sự thành công của thầy nằm ở trong chỗ thứ nhất, sự hòa ái, bình dị và hài hước. Thứ nhì, sự đi song hành với chúng sanh trong mọi tầng lớp. Thầy rất rành những tâm lý phổ thông, hòa lẫn đào với đời như sữa với nước.
Và sau cái bình thường tâm thị đạo đó là những nét chấm phá phi thường của sự uyên bác kinh điển và trí nhớ sung mãn. Đặc biệt của Thầy là lương y như từ mẫu. Thầy vẫn thường sách tấn chúng sanh, chỉ dẫn những kỳ yếu tu hành trong từng hành vi tế nhất. Và Thầy đã dùng cuộc đời mình như một cuốn kinh, khép mình trong khổ hành, phục vụ chúng sanh khắp năm châu bốn bể, chuyển tải Phật Pháp cho đến nỗi không có giờ để ăn ngủ. Thưa quý vị, chúng ta học được gì nơi Thầy? Đó là hành xả thân của Bồ Tát, hành phục vụ chúng sanh như con một, chăm sóc đời sống tâm linh của Phật tử, Phật hóa gia đình và tu trong từng sát na. Khéo trễ, đừng hèn, đừng đợi, vì vô thường luôn theo sát bên ta. Kính thưa quý vị, được biết hiện nay Thầy đang xúc tiến một công trình tu trùng thiền viện và xây cất bảo tường của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một bảo tháp cao khoảng 32 feet, có 3 mặt tượng trưng cho bi, trí, dũng, có 8 vị thần kim cang theo phù hộ, cũng như 12 tượng Phật tượng trưng cho 12 đại nguyện của Ngài Quan Thế Âm. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có Bồ Tát Quan Thế Âm trong tâm, và chúng ta đã kêu cứu Ngài không ngừng nghỉ trong cuộc đời, từ lúc đi vượt biển cho tới lúc nhắm mắt chào đời. Ngài luôn là nguồn an lạc, sự cứu vớt không ngừng nghỉ và sự thị hiền mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta đã từng được lời lạc nhờ những băng giảng của Thầy Pháp Hòa, và nếu gia đình chúng ta có những cao thủ võ lâm mà đã phải buông kiếm và lần chuỗi hạt, và nếu những địa ngục tâm thức của chúng ta đã bị out of business, thì chúng ta hãy cùng nhau hướng về công tác xây dựng của vị Thầy tâm linh này. Cũng như 2600 năm trước, khi vua A Dục Vương chôn trụ đá chứng minh sự hiện diện của Phật, thì ngày nay chúng ta hãy cùng nhau đưa Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm lên nền trời Bắc Mỹ, để Ngài trở thành ngọn hải đăng sáng ngời trong sáu cõi, chúng sanh trời người đều đến cúng dường, và chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng đều nương nhờ để được hóa giải. Thưa quý vị, là người Phật tử, chúng ta có 3 điều mà phải thành tựu trong cuộc đời. Thứ nhất là tu hành chuyển hóa chính mình, chuyển những việc xấu ác thành tốt. Thứ nhì là chuyển hóa những người chung quanh. Và thứ ba là chuyển tải Phật Pháp, mang ánh sáng của chư Phật chư Bồ Tát đến năm châu bốn bể. Công đức xây tượng Phật và xây chùa là trồng cây trăm kiếp. Và ơn đức của vị Thầy, vị sư trưởng đã đóng cửa địa ngục trong tâm thức của chúng ta và chuyển cuộc đời chúng ta và gia đình chúng ta qua những băng dĩa, qua bao nhiêu tâm huyết của Thầy đổ ra. Nhớ ơn người đã xây dựng bảo tháp tâm linh trong chúng ta, chúng ta hãy phát tâm cúng dường. Và quý vị nào phát tâm, xin hãy liên lạc về tu viện Trúc Lâm, điện thoại là 780-471-1093. Quý vị có thể email info@truclam.ca hoặc gửi chi phiếu về Edmonton Buddhist Research Institution, đề tên Thầy Thích Pháp Hòa hoặc Toàn Huỳnh, địa chỉ là 11328-97 Street, Edmonton, ABT5G1X4, Canada. Xin chân thành cảm tạ
thời lượng quý báu của quý vị. Xin chúc quý vị luôn luôn có năng lực hóa giải chính mình, hóa giải tất cả đời sống chung quanh mình và biến tất cả những việc xấu ác trên đời này thành việc thiện. Xin cảm ơn quý vị.